Chiều ngày 1 tháng 2, tại Trung tâm Di sản Văn hóa Thế giới Thành Nhà Hồ, huyện Vĩnh Lộc đã diễn ra lễ thượng nêu, thả cá ông công và chương trình Âm vang cố đô. Đây là sự kiện khởi đầu chương trình đón xuân mới Giáp Thìn năm 2024 do Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành Nhà Hồ tổ chức. Theo quan niệm truyền thống dân gian, việc dựng cây nêu báo hiệu một năm mới bắt đầu và mang ý nghĩa là để xua đuổi những điều không như ý, cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, vạn vật sinh sôi phát triển, nhân dân được ấm no, hạnh phúc. Kết hợp với lễ thượng nêu, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành Nhà Hồ tổ chức thả cá chép trong nội thành với mong muốn những điều tốt đẹp nhất đến với nhân dân và vùng đất vốn đã từng là kinh đô của Vương Triều Hồ trong sử sách. Tại cổng Nam Thành Nhà Hồ, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành Nhà Hồ phối hợp với Trường Trung học Phổ thông Vĩnh Lộc tổ chức chương trình giáo dục di sản dùng chuông vàng với chủ đề Âm vang cố đô. 50 em học sinh Trường Trung học Phổ thông Vĩnh Lộc đã tham gia tranh tài 20 câu hỏi theo dạng trắc nghiệm. Chương trình thực sự trở thành sân chơi bổ ích cho các em. Từ đó các em có ý thức tôn trọng, giữ gìn và phát huy những giá trị bản sắc văn hóa của dân tộc. Cũng trong chương trình này, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành Nhà Hồ phối hợp với Trường Trung học Phổ thông Vĩnh Lộc trao giải thưởng cuộc thi xây dựng clip giới thiệu về Di sản Thành Nhà Hồ với chủ đề Di sản Thành Nhà Hồ trong tôi.